Blackpink dính nghi vấn sắp tan rã, Jennie, V tìm ra tung tích người tuồn ảnh cho hacker, hóa ra là bạn thân. Sau khi Shutdown và album Bombing ra mắt, bên cạnh niềm vui mừng, rất nhiều fan cũng không khỏi thất vọng khi hàng loạt nghi vấn được đặt ra xoay quanh việc Blackpink có nguy cơ tan rã. Trong đó, nhiều fan cũng lo ngại việc này liên quan đến cả vấn đề hẹn hò giữa Jennie và V. Ngày 16 tháng 9, Blackpink trở lại với MV chủ đề Shutdown và full album Bombing, mang đến màu sắc mới mẻ và trưởng thành hơn trong âm nhạc. Trở lại hoành tráng, không phụ kỳ vọng của fan sau gần 2 năm trong đợi, Blackpink đưa đến nhiều cảm xúc khó nói. Đặc biệt là âm nhạc của Bombing và cả MV Shutdown đều chất chứa chút gì đó tiếc nuối như một lời báo trước về sự chia ly. Là nhóm nhạc nữ hàng đầu Gen 3 đã hoạt động đến năm thứ 6, Blackpink đang đứng trước thời điểm chuẩn bị phải quyết định tiếp tục hợp đồng với công ty hay không. Thế nên ngay từ ban đầu, sản phẩm trở lại lần này đã có ý nghĩa đặc biệt. Không khó để nhận ra, Shutdown là một MV tổng hòa hết tất cả những phân cảnh biểu tượng của các MV trước đã gây dựng nên thương hiệu cho Blackpink. Loạt chi tiết đến từ hai MV debut của nhóm là Bombaya và Whistle cùng bản hit làm nên tên tuổi Du 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 là những hình ảnh xuất hiện nổi bật và xuyên suốt nhất. Do đó, khán giả hoài nghi về dụng ý quay ngược thời gian của Blackpink trong lần comeback này. Trong đó, những chi tiết Lisa và Jennie đóng sập cửa cuốn sau khi tái hiện phân cảnh nổi tiếng của mình trong những MV cũ. Blackpink cùng đóng cửa cũng dấy lên nghi hoặc về việc bốn cô gái sẽ đóng lại sự nghiệp idol. Việc tái hiện những hình ảnh cũ cùng giai điệu bài hát chứa đựng nhiều tiếc nuối trăn trở là những điều khiến nhiều fan băn khoăn cho rằng các cô gái như đang gửi lời tạm biệt sự nghiệp của mình. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, những chi tiết này của Blackpink cũng có nghĩa rằng bốn thành viên đang đóng lại những phiên bản cũ của mình để hướng đến một chương mới hoành tráng hơn và nổi bật hơn. Blackpink giờ đây đã không còn là bốn cô gái của ngày xưa mà đã trở thành những ngôi sao hàng đầu. Cảnh bốn cô gái cùng nhau rời đi, đóng cửa, nhưng ngay sau đó họ có một cánh cửa khác mở ra, tiếp tục cùng nhau bước vào căn phòng vô định. Bên cạnh đó, tên album Bombing có nghĩa là một sự tái sinh của nhóm. Có lẽ đây chính là thời điểm Blackpink mở ra chương mới trong sự nghiệp chứ không phải là cái kết cuối cùng. Bên cạnh việc tái ký hợp đồng ra mắt sản phẩm mới ẩn chứa nhiều thông điệp tiếc nuối trăn trở, nhiều fan còn chỉ ra rằng vấn đề hẹn hò của V và Jennie cũng rất dễ khiến nhóm đi đến quyết định không tái ký hợp đồng. Theo đó, thời gian gần đây V và Jennie liên tục bị tung ra những hình ảnh riêng tư đến từ một hacker. Thế nhưng động thái kỳ lạ từ phía công ty chủ quản YG khi không lên tiếng bảo vệ gà nhà cũng như không có biện pháp ngăn chặn khiến nhiều người đặt nghi vấn về sự rạn nứt mối quan hệ giữa YG và Blackpink đang đến gần. Liên quan đến tài khoản ngang nhiên tung loạt ảnh riêng tư của V và Jennie, Guru Miharibo, trong khi công ty im lặng không có động thái bảo vệ idol, thì nhiều fan đã bắt đầu lùng ra tung tích của người tuồn ảnh cho hacker này. Kể từ khi tung những bức ảnh hẹn hò mới của V và Jennie vào ngày 16 tháng 9, Guru Miharibo nhiều lần đề cập đến cái tên To Do Brother. Hacker này còn ẩn ý đây là người có thể trả lời câu hỏi của các bạn, hay anh này là người chụp ảnh ở Jeju. Mới đây, Guru Miharibo tiếp tục đăng ảnh To Do Brother chụp cùng Jennie và một chú mèo khi Jennie đang để tóc màu cam. Cô cũng đăng bức ảnh nhân vật bí ẩn này đi dạo cùng V vào tháng 7 năm 2022. Ngay sau đó, Guru Miharibo tiếp tục khiến nhiều người phải suy đoán khi nói: "Tôi đã đề cập đến người này nhiều lần, lần đầu tiên vào cuối tháng 8. Nếu những gì tôi nói là sai hoặc những bức ảnh không đúng sự thật, To Do Brother đã có thể đính chính sau khi fan liên tục ném bom anh ta bằng các tin nhắn và bình luận trên mạng xã hội. Cho đến nay, anh ta vẫn im hơi lặng tiếng y như YG và Hyper vậy." Với những fan cứng của BTS, To Do Brother có lẽ không còn xa lạ vì anh này đã làm bạn với V kể từ năm 2014 và được biết đến là bạn thân của nam ca sĩ. To Do Brother cũng có mối quan hệ thân thiết với Jennie khi thường xuyên xuất hiện với cô ở nhiều nơi. Được biết, To Do Brother tên thật là Lee Jong-hun, một người mẫu, YouTuber và influencer. Đúng dịp Valentine 2022, Jennie còn tặng To Do Brother bộ sưu tập kính thương hiệu mình làm đại sứ. Không chỉ Jennie mà quản lý bạn thân của nữ ca sĩ cũng theo dõi To Do Brother trên Instagram. Guru Miharibo từng tiết lộ tài khoản Instagram riêng tư của Jennie, tuy nhiên To Do Brother hiện không còn theo dõi tài khoản này. Nhiều người phỏng đoán rằng To Do Brother đã bỏ theo dõi Jennie hoặc chính Jennie đã chặn To Do Brother sau hàng loạt sự cố lộ ảnh riêng tư. Tuy nhiên, quản lý và bạn thân Jennie vẫn đang theo dõi To Do Brother nên không loại trừ khả năng To Do Brother không leak ảnh mà anh này mới là người bị Guru Miharibo hack.